kính. Chào mọi người nhá. Có lẽ là rất là nhiều người biết trực giống Tây nhưng mà cũng chưa thật sự được chiêm ngắm cái khuôn viên của nhà mình. Đây là một cái buổi chiều thì lượng khách nước ngoài bắt đầu đến với nhà mình. This way, everyone. Let's get your bag. Yeah, I'm not back though. Oh, okay. This is California for you, Jason. Can you imagine the guy? Wait, didn't we start guessing on who? Definitely studied it. Yeah. Em không chạy nha. Thôi ạ. Ở trên này có 3 phòng. Ngủ ngoài cũng được, thích ngủ trong. Look at all those chickens. Where are the chickens? I saw them. This cat's ugly. They didn't know the door, like all the bed on the floor. Is this all for us? I don't know. Nó bảo như nào thì bảo anh nhá. À bảo em ấy. I'm worried about Sunny's contract. You guys get a private bathroom. No, it's fine. There's like one person sleeping on that. I could tell you. Someone has to share a bed regardless. Yeah. And, or they sleep in the middle too. In the crack. What the? Whoa, wait, you brought one? No. All of you guys have a seat in that. Really? Yeah. What in the world? Em cứ quay khuôn viên phiêu linh tinh như này anh quay được không? Okay. Anh hỏi khách phòng đấy thế nào anh? Ok chưa? Dẫn của Khang là từ Hà Nội lên. Còn em là dẫn như này.
xong tí đi sang kia bảo mấy em vào trong cái ba cái phòng kiểu này này ngủ. À, đồ ngủ ngoài. Tối nay là chắc là phải chia nhau ngủ đấy. Bởi vì có mấy thằng nó kéo ố quá. Em kia rộng thế nha, phòng nhiều, em cứ yên tâm nhá. Rồi rồi. Nhưng mà đưa ngủ đâu thì ngủ gọn, đừng có ngủ lung tung bới ra hết thì nó... Ở đây khách này kể cả lái xe, bảo sáng ngủ xong gấp chăn mặt vào cho người ta. Không cái gốc gì nhỉ, anh khác gốc nhưng mà anh ơi, thế là mình cái tour của mình là chuyên trải nghiệm bằng xe máy đúng không anh? Đúng rồi. À, thế là cho đi chạy cho Mr. Khang à. Làm tour mobile tour Hà Giang. À, ok anh. Đa số cái lượng khách của mình là những người ở đâu anh? Người người này là phần người Hàn đấy, người Hàn đấy. À, ok. Hàn Quốc à? Hàn Quốc. À. Đa số là khách nước ngoài đúng không anh? Đúng rồi. Khách nước ngoài người ta thích trải nghiệm kiểu đấy hơn. Đúng rồi. À vâng. Thì người ta không đi thích đi ô tô. À vâng. Thì, thích trải nghiệm thực tế. Vâng vâng. Cái xu thế cái phát triển cái phương tiện mô tô để mà trải nghiệm du lịch này thì cũng là cũng mới ấy nhỉ anh nhỉ? À không, cái cách đây 5 6 năm rồi. À. Thì theo đây, tức là lượng ví dụ người ta đặt có thể người ta thích ô tô thì đi ô tô. À vâng. Vì như khách nước ngoài này thì người ta là thuê một cái ô tô chỉ chuyên chở đồ. À vâng vâng. Chỉ ngồi xe máy thôi. À vâng ạ. Con người ta 5 6 tuổi người ta không bao giờ người ta thích ngồi ô tô. Dạ vâng anh. Bởi vì người ta nói bảo là nhà tôi ô tô nhiều lắm, nhưng tôi thích đi thế này nó hay hơn. À, cái chuyến của mình là từ Hà Giang à từ Hà Nội chứ đúng không anh? Ừ. Ở đây thì là đón từ Hà Nội lên đến Hà Giang nó là bắt đầu Hà Giang đây. À ok. Tối qua anh đã ngủ yên bình rồi. À ok. Bình thường là mình đi khoảng mấy ngày nếu mà trong cái tour này của anh là 4 ngày. 4 ngày. À. Vâng. Du khách người ta cũng thích trải nghiệm kiểu này thì chắc là cũng ấy hơn nhỉ anh nhỉ. Dạ vâng anh. Thế tại sao vừa nãy anh lại đi đường này chứ không đi đường kia? À bên này anh. À khu này là đi trải nghiệm thực tế hơn nhỉ anh nhỉ? Vâng vâng. Ok anh. À, mọi người có thể thấy khách đến với Triệu Nghị vào cái buổi chiều. Hiện tại thì rất là nhiều các bạn là người Hàn Quốc đang đi trải nghiệm xa xa ở phía cánh đồng của trước mặt cái home của mình nhé. Đây. À, các bạn đang đi dạo trải nghiệm. Nói ai ơi em xong rồi đấy.